không vô. Từ từ mới đậu vô đăng ký. Không, chán 50 giây không vô. À, cảm ơn thân thỉ nhiều nha. Bây giờ các anh em về hết rồi. Thầy Tháo Tháo về rồi, Kinh Ba Miền cũng về rồi. À, cái này của một bạn mới cho. À, tăng ăn mới ăn cái đông biển Nhật Hà. Mới là bạn mới cho. À, cái chị của nãy ở chị ở Trà Vinh á. Chị vô đây chỉ tặng cho cái đông biển Nhật Hà. Chào quý vị khán giả, tên Thương Anh. Quay ở trên lầu quay xuống cho quý vị coi nha. Để cò thử mới được dọn đồ quý vị ơi. Cò thử ai thắng ai thua mới được dọn đồ quý vị. Còn bây giờ chưa quý vị ơi. Sáng đông quá trời luôn nè, bây giờ buổi tối nhà không đo rồi quý vị. Không đo cái quay MV rồi nha quý vị. Quay cho quý vị coi nha, chào 36 người nha, đang lên chim nha. Đó, buổi tối nhà Hồng Loan rồi quý vị. Vậy cũng vô. Đúng rồi, có 7 cô chú anh chị và 3 người cho anh cái like rồi. Vô nhiều nhiều anh chị ơi, em quay nhà không lo buổi tối à quý vị. Đó, em phải với chú Trắng đang đùa giỡn bên trong nữa quý vị. Dạ con chưa về cô ơi, con không lo đi đóng MV rồi, ngày mai mới phát hành hôm nay quý vị. Ngày cũng xuyên suốt rồi, thì con tối nay lên tinh thần về sớm, con nếu không lo về sớm thì con ghi hình Hồng Loan xong rồi con về. Đó, gương cảnh nhà Hồng Loan quý vị. Đó, gương cảnh nhà Hồng Loan đó quý vị. Đó, buổi tối nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên cạnh là mấy anh em về hết rồi, chán mấy anh em phút trực đông lắm quý vị ơi, giờ chỉ còn 4-5 người, 7 người thôi rồi. Tới nhà không lo nữa quý vị. Đang chiến ngơ em á chú Trắng. Ở nhà Hồng Loan đang trang trí nơi ăn đó quý vị. Xe của chị Thảo nè. Ủa nãy thấy đi bộ mà. Nãy thấy đi bộ dưới mà. Xe ta quan trọng không? Về luôn hả? Về luôn. Vậy vậy chuyện này tiếng lai khoảng 10 phút nữa. Để lâu rồi nó không vô được. Dạ. Sáng em để năm tới 50 luôn á, tới 60 luôn. À, anh xuống đây ha, tắt đây ha, xuống làm anh lưu lại. Thông thường xuống á thì anh để nó mới, anh mới like á thì trên cô chú anh chị vào ủng hộ á. Khi anh xuống like xong thì sẽ có cái chuyện hiện tượng là nó không công khai. Anh bật lên chế độ công khai gì. Mới đầu like thì không vô nữa. Sáng em bật công khai nó không vô. Không. Bây giờ để tắt đi. Để anh chỉ cho. Rồi, ok. Từ từ, từ từ. Để em bật.